Cũng trong sáng nay, Trường Sĩ quan Chính trị đồng chủ trì phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tiểu ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội thảo. Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhân tố chính trị tinh thần luôn là cội nguồn sức mạnh để Quân đội Nhân dân Việt Nam làm nên những chiến công hiển hách, là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Hội thảo phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm tiếp tục khẳng định rõ bản chất, vai trò, nội dung và giá trị lý luận thực tiễn, phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời nêu bật được thực trạng và luận giải nhiều giải pháp, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng đối với việc phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội. Trong đó, giải pháp nổi bật được nêu là cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị tuyến biên giới, hải đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy vững mạnh, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì mẫu mực về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập tổng hợp để rèn luyện lòng dũng cảm, bồi đắp ý chí quyết tâm cho đội ngũ cán bộ, thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ. Chú trọng hiện đại hóa vũ khí trang bị, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ quân đội. Từ kết quả đạt được của hội thảo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ trong toàn quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung kết quả của hội thảo vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác và phục vụ, nhằm tiếp tục khẳng định và phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc tình hình mới.